Rồi, hello cả nhà nghe. Rồi, đố mọi người cái này là gì? Bắp chứ cái gì? Bắp tím nha mọi người. Ta còn gọi là bắp nếp, giống như lúa của mình, ta gọi là gạo lứt. Cái này chắc chắc bắp gạo lứt quá. Bắp nếp than nha mọi người. Nhìn xa xa màu tím tím này giống bắp chuối quá ha. Màu tím tím vậy nè. Cái gâu nó cũng tím luôn. Tới cái lá bẹ của nó cũng tím luôn à. Cái cây nó có tím không ta? Đó, ghê chưa, xuất sắc chưa? Điều sợ không? À, tới cái ruột ở trong thì nó cũng hơi tím tím à, hơi à. Cái gâu nó tím luôn. Ta nói rau bắp này uống mát lắm nè. Gì hả? Bắp này là bắp bắp nếp than nha mọi người. Đó. Trái nó cũng rôi rôi nè mọi người ạ. À. Trái nó rôi rôi nè. Mà cái bẹ của nó tím luôn, không phải này nè, nó hư đâu nha. Tại cái loại ta cái bẹ nó màu tím á. À, thấy không? Đều rất là đều luôn mà cái hộp nó bóng nữa mà, bóng người luôn. Đều gan hả? Để lột một trái nữa nha mọi người xem nè. Mà cái bắp này cái dâu của nó ít hơn bắp thường mình ha. Nó chỉ có một chỏm trên đầu vậy thôi. À, hương vị của nó để trưa nay ăn rồi mình cảm nhận mọi người. Chưa ăn chưa biết. Nó ấy từ trong luôn, nó tím tím diệm luôn, đúng là bắp nếp than, chắc ăn này vô than dữ lắm than. À, rồi đã trưa nay mình nấu rồi mình review mọi người xem nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, tình hình là gì nè mọi người, thì hôm qua mình có đi rước cháu mình về mọi người. À, thì cháu mình nó hăng làm video lắm. Rồi sáng nay ăn uống xong xuôi các thứ là Út ơi, hồi nào làm video nó cứ hỏi miết vậy đó. Rồi mình mới nói là rồi để Út đi tắm một cái rồi mình ra mình làm video mấy đứa ơi. Rồi bây giờ cho mọi người xem kết quả nè. Đi theo mình. Ngáy luôn quý vị. Rồi vậy thôi mình quay mình thôi. À, thôi mình để cho nó ngủ đi mọi người ơi. Nó kéo xe lửa luôn này.
đó nó mặt và nó không lạnh đâu. Nó ngáy luôn quý vị. Rồi tạm thời là để tôi nói vậy đi. Mưa lớn quá lớn, mưa sáng giờ luôn mọi người ơi. Trời thì nó giới thiệu cho mọi người trái bắp nếp nha. Mà bây giờ nấu ra nó đen, nó như mực vậy đó mọi người. À, nó đen lùi lùi. Sáng cái màu nó đẹp như là giờ này, cái màu nó úi trời ơi. Nhưng mà thôi biết đâu là nó xấu thì nhưng mà mình ăn nó ngon nha quý vị, để ăn thử rồi đưa cảm nhận cho mọi người nghe xem sao nha. Mưa quá không biết nói mọi người có nghe không nữa. Thôi mình ăn nha. Ăn miếng nữa mới biết, nhưng mà dẻo ngon lắm. Con đi mọi mình vô phòng mọi người, ở ngoài nó chuyện không nghe, ở ngoài ồn quá. Ở ngoài mưa to ồn quá mọi người. Cái bắp này ăn ngon cực kỳ luôn mọi người ơi. Thứ nhất, nó mềm cũng dẻo. Nó ngọt thanh mọi người. À. Có thứ hai là cái này nấu cũng hồi sáng bây giờ mọi người, nhưng mà để ở ngoài nó không có bị cứng nha. Còn bình thường mình mua nếp mà ôm mua bắp ở ngoài mọi người cũng bắp nếp, bắp ngoài bắp nếp hai ngày bắp nếp nó cũng dẻo, nhưng mà mình để từng 5-10 phút ngoài là nó bị cứng không biết sao luôn. Ý là người ta nấu người ta có để vỏ luôn nha, nhưng mà nó vẫn bị cứng. Còn cái này sáng mình lột vỏ ra mình nấu vỏ vậy luôn, lột vỏ ra mình nấu chứ không phải hấp nữa, hấp nó sẽ ngon hơn. Cái này mà hấp mà nó ngọt đi nữa. Để ăn mấy miếng ngon quá, rồi nấu tiếp. Nó đen, mình tới cái cùi cũng nó đen luôn. Ngon. Từ bắp nếp thì ngon luôn rồi. Nguồn gốc của nó là ở Hà Nội đúng không? Rồi người ta đem giống vô đây. Là giống không phải bán đại trà mọi người. Cái này là giống của người quen ở ngoài Hà Nội đem vô đây trồng. Rồi người ta đem về ngoài người ta không để lại đây, mà chỉ cho cái người mà trồng á, người muốn đất trồng á. Để hình như có 30 kg, rồi mẹ mình mới chia được có vài ký, 1 ký, 2 ký gì đó. Là sáng mình lột á, chứ không có nhiều, tao không có bán giống luôn, tao lấy tao đem về ngoài hết luôn rồi. Mà công nhận cái bắp này ngon, ngon thiệt lắm rồi. Tính nói gì mắc văng luôn, mắc văng ngang rồi. Thôi để ăn cái. Bắp Mỹ nó cũng ngọt nha, nhưng mà nó không ngon bằng này.
ở chỗ mình bữa nay mưa quá, mưa mọi người, mưa từ sáng tới chiều luôn, mưa mà xuống đất luôn. Hy vọng bữa nay mưa, ngày mai đừng mưa ha. Bắp mà hấp luôn à, ăn nó càng ngon hơn, nó giữ được hương vị của nó. Còn làm gọt ra mình nấu á, nước nó đã đông vô nó mất cái vị ngọt bớt rồi, nó vẫn ngon gì rồi. Chứng tỏ bắp mình nó cực kỳ ngon. Ở phía sau nhà mình cánh đồng cũng đang tỉa bắp luôn rồi, mà do mưa quá không ra được luôn rồi, không ra được khỏi nhà luôn, mưa tới nó mưa thối đất luôn mà. Rồi. Thì cảm nhận bắp này không rồi. Mình cũng đã từng ăn bắp nếp rồi, nhưng mà không phải bắp nếp thang này. Bắp nếp là cái loại bắp nếp nó trắng, nhưng mà lâu lâu nó có một hộp xen vô đen đen đó người. Mà nó không ngon bằng bắp nếp thang này mọi người. Tuy mà thấy cái bắp nếp thang này nó đen thiệt, nhưng mà nó ngon, ngon cực kỳ. Bởi vì xấu xấu mà chất lượng, mình xấu mà chất lượng mọi người, thấy không? Thôi tạm biệt mọi người đây nha. Rồi chúc mọi người một ngày mưa nhưng mà không có buồn đó, mưa nhưng mà vui đi. Rồi nếu buồn thì mở video của mình lên coi thì vui lại ha. Rồi tạm biệt mọi người, bye bye.